Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình đi ra vườn uh, trồng ba kích nhá để quay cho mọi người nhá. Đây mọi người. Đây là những uh, luống ba kích nhà mình uh, vừa mới trồng được khoảng tầm hai uh, ba tháng. Đấy thì hiện tại cây nó đã leo lên uh, cái dàn rồi, đây mọi người nhá. đây, đang leo lên dàn rồi này. Đấy, nó đang phát triển rất là tốt rồi. Đấy, mùa này được cái là đang bắt đầu có mưa nên là cây nó cũng phát triển rất là đẹp và đều Đấy mấy nữa chuyển sang mùa hè và mưa nhiều hơn thì cây lớn rất là nhanh luôn Đấy. ba kích này trồng thì khoảng tầm 3 đến 5 năm là chúng ta có thể thu hoạch được rồi Đấy. rất là nhanh thu hoạch và kinh tế rất là ổn định nhé thì hiện nay đang thiếu rất là nhiều cái uh, củ ba kích để làm dược liệu nhé Đấy. rất là nhiều thương lái đã vào tận vườn để đặt cọc trước nhà mình nhé Đấy. để khi nào mà thu hoạch được ba kích phát là người ta sẽ vào người ta đào người ta thu hoạch hết luôn đấy. người ta đã đặt cọc hết rồi đấy. Đây. mọi người quan sát cái mô hình này mô hình này thì rất là đơn giản thôi mình đánh luống lên này cứ một luống này thì sẽ là uh, trồng được hai hàng hai hàng ba uh, kích đấy và cây cách cây thì cứ khoảng tầm từ uh, 40 cho đến 45 đấy và làm dàn leo như này à, dàn leo như này thì cây nó sẽ leo lên và nó phát triển nó sẽ khỏe hơn đấy, quang hợp tốt hơn nó không bị đè vào nhau nhiều. Đây cho mọi người nhá. Và có cả uh, ống tưới tự tư động luôn, đấy. Mùa hè mùa khô hạn không có nước thì uh, sẽ đảm bảo cho cây uh, cung cấp đủ nước cho cây để cây phát triển tốt. Đấy. Đây, hôm nay mình quay như thế để cho mọi người xem nhé. Nếu mọi người có nhu cầu cần mua cây giống ba kích hoặc là thành phẩm ba kích khô thì cứ liên hệ trực tiếp với bên mình nha mọi người nha bên mình có đủ, cung cấp đủ cho mọi người nha Đấy. Nhưng mà mọi người mà uh, muốn về tham quan trực tiếp tại trang trại vườn giống và, và vườn trồng của nhà mình thì cứ đến uh, nhà mình nha. Đấy, bên mình sẽ đón và giao lưu mọi người giao lưu cùng nhau, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ những cái uh, kỹ thuật về trồng cây Đấy. hoặc mọi người đang chưa biết trồng cây gì mà muốn trồng ba kích thì để lại số điện thoại bên mình sẽ gọi điện tư vấn chi tiết hơn cho mọi người về cây giống ba kích đấy, cũng như kỹ thuật trồng chăm sóc để chúng ta cùng nhau học hỏi thêm kinh nghiệm để phát triển hơn. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người.